Mến chào tất cả các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn 6. Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023. Các em thân mến, để có thể làm tốt bài kiểm tra, các em ôn lại các kiến thức đã được học từ tuần 1 đến hết tuần 7 học kỳ 2, gồm hai chủ đề sau, đó là điểm tựa tinh thần và gia đình thương yêu. Về cấu trúc của bài kiểm tra, gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu, phát hiện kiến thức của văn bản và tiếng Việt. Phần này thì các em sẽ được kiểm tra với hai hình thức, đó là trắc nghiệm và tự luận. Tất cả là 6 điểm nha các em. Phần 2, các em sẽ viết một bài tập làm văn và phần này thì 4 điểm. Về nội dung ôn tập. Thứ nhất là về phần văn bản. Đề sẽ cho ngữ liệu ngoài sách giáo khoa không liên quan đến các văn bản các em đã được học trong chương trình. Về dạng câu hỏi, có thể sẽ là những câu hỏi liên quan đến kiến thức về đặc điểm thể loại truyện, thể loại thơ. Về phương thức biểu đạt, ngồi kể, các em viết đoạn văn từ 2 đến 3 dòng để trả lời câu hỏi liên quan đến ngữ liệu trên đề. Ví dụ như qua văn bản trên thì em rút ra bài học gì cho bản thân, hoặc văn bản gửi gắm đến người đọc thông điệp gì, em chỉ ra thông điệp đó, vân vân. Về tiếng Việt, các em cần ôn lại kiến thức về dấu ngoặc kép, văn bản và đoạn văn, đặc điểm, chức năng. Và các em ôn lại kiến thức từ đa nghĩa và từ đồng âm nữa để có thể xác định và gọi tên một đơn vị tiếng Việt có trong đoạn ngữ liệu. Nêu công dụng của yếu tố tiếng Việt đó, đặt câu có yếu tố tiếng Việt. Phần tập làm văn, thể loại là viết bài văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ. Các em ôn lại hai bài thơ, đó là Việt Nam quê hương ta của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và Những cánh buồm của tác giả Hoàng Trung Thông. Mời các em tham khảo gợi ý phần tập làm văn. Các em thân mến, với kiểu bài ghi lại cảm xúc về một bài thơ thì trước hết các em nên nắm vững các bước làm bài. Phần mở bài, các em cần giới thiệu tên bài thơ, tác giả và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ đó. Phần thân bài là phần trọng tâm. Các em sẽ trình bày cảm xúc của mình về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm và lý giải cảm xúc bằng những từ ngữ được trích từ bài thơ nha các em. Phần kết bài, các em sẽ khẳng định lại cảm xúc về bài thơ vừa nêu cảm nghĩ và ý nghĩa của bài thơ đó đối với bản thân mình. Với kiểu bài này thì các em cần lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, bài viết cần đảm bảo yêu cầu về hình thức của một bài tập làm văn, gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài như gợi ý vừa rồi. Thứ hai, người viết sẽ sử dụng ngôi thứ nhất, tức là sẽ xưng em hoặc xưng tôi để chia sẻ cảm xúc của mình về bài thơ. Và lưu ý các em là các câu trong bài văn cần liên kết với nhau thật là chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho bài viết của mình. Sau đây cô giới thiệu với các em một số đề ôn luyện. Thứ nhất là viết bài văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Việt Nam quê hương ta của Nguyễn Đình Thi. Phần mở bài, các em giới thiệu bài thơ và nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em nêu cảm xúc khái quát về bài thơ, có thể là ấn tượng về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Phần thứ hai, thân bài, các em có thể triển khai theo các luận điểm gợi ý sau. Thứ nhất, nêu cảm xúc về nội dung bài thơ. Các em có thể nêu cảm nhận theo trình tự sau đây. Thứ nhất là em nêu cảm xúc về vẻ đẹp thiên nhiên. Thứ hai là vẻ đẹp phẩm chất của con người Việt Nam được thể hiện trong bài thơ.
Thứ hai, em nêu nhận xét về nghệ thuật của bài thơ ở các phương diện, ví dụ như lời thơ, hình ảnh thơ, các biện pháp tu từ đặc sắc. Phần kết bài, các em khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân mình. Sau đây là phần gợi ý ôn luyện đề bài. Viết bài văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Những cánh buồm của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Các em triển khai phần mở bài như đề vừa rồi cô đã hướng dẫn. Phần thân bài cũng có thể triển khai như vậy. Thứ nhất là nêu cảm xúc về nội dung của bài thơ với hai ý chính. Thứ nhất là vẻ đẹp thiên nhiên. Thứ hai là cảm xúc về tình cha con cao đẹp được thể hiện qua tác phẩm. Tiếp theo, em nêu nhận xét về nghệ thuật của bài thơ như hướng dẫn. Các em có thể nêu nhận xét của mình về lời thơ, về các biện pháp tu từ đặc sắc, v.v. Và phần kết bài, mình cũng triển khai như cách cô đã hướng dẫn. Viết phần kết bài ở đề thứ nhất. Cô cảm ơn các em đã theo dõi tiết học. Chúc tất cả các em thi tốt nhé. Mến chào tất cả các em.